Xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách làm sao mình có thể nhân giống chim bồ câu Titan thi thịt của Thái được mọi người nhé. Tuy nhiên ở đây là mình nhân giống từ những cặp chim bồ câu bố mẹ thuần chủng nha mọi người nhé. Mọi người lưới là thuần chủng. Thì đây mọi người có thể thấy này, đây là những cặp chim bồ câu tầm khoảng 2 đến 3 tháng tuổi. Có những con là hơn 3 tháng tuổi ấy, là chuẩn bị thay lông ấy. Thay lông đồng bộ xong là nó sẽ vào đẻ lứa đầu tiên nha mọi người. Thì để có những cặp chim bồ câu như thế này thì khi mà bồ câu ra ràng á thì mình sẽ tuyển chọn những con nào mà chất lượng để có thể làm giống được, thì là lông mượt, không bị dị tật và nhanh nhẹn. Thì sau đó thì mình sẽ tách nó ra tầm khoảng 30 ngày và sau đó mình nuôi quần thể như thế này mọi người nhé. Người lưu ý là mình phải nuôi quần thể nó như thế này. Đây, mình phải nuôi quần thể nó như thế này. Nuôi quần thể có nghĩa là thả chung, nuôi chung. Thì khi đó thì chim bồ câu nó sống trong môi trường quần thể như vậy, nó rất là nhanh lớn và nó rất là đẹp. Đây, mình ví dụ một con chim bồ câu này đi. Thì để bây giờ cái bước tiếp theo của mình á, là mình sẽ ghép cặp cho chim bồ câu nha mọi người nhé. Và khi mà cái để ghép cặp chim bồ câu á, thì mọi người phải biết cách phân biệt chống mái chim bồ câu. Đó là cái bước đầu tiên. Cái để phân biệt những cặp chim này thì cực dễ nha mọi người nhé. Ở cái độ tuổi 3 tháng tuổi hơn á, thì cực dễ phân biệt. Đây, thì mọi người á, khi mà mọi người cầm những cái cặp chim này á, thì mọi người để cái ngón tay vào đây. Đây là cách nhanh nhất. Chim bồ câu con mái á, thì ở dưới này mình nó vừa lọt cái ngón tay của mình, và ở đó nó có hơi mà có một cái ít xương sụn đấy, nó không giống như con trống là cứng ngắc. Thì đây chắc chắn đấy mọi người, đây là con mái nha. Đấy, thì mình sẽ bỏ nó xuống đây. Còn bây giờ thì mình sẽ đi tuyển trống cho nó, tuyển con chim bồ câu trống cho nó. Này mình xem này. À con này vẫn là con mái nha mọi người. Đây, ví dụ như con này đi. Cái háng của nó rất là hẹp. Thì đây chắc chắn mọi là con trống. Thì mình sẽ ghép cho con này. Đó. Thì nó sẽ là một cặp. Còn bây giờ mình tiếp cho mọi người xem cặp này. Đây nha mọi người xem này. Cho mọi người xem cắt luôn. Đây nhá. Đây là chim bồ câu Titan thi thịt của Thái, và cách nhân giống của nó là như vậy. Mình sẽ tách nó ra và đúng chuẩn mọi người nhá. Và cái khoảng thời gian á, nào là tốt nhất để mình thực hiện những cái bước này, mọi người lưu ý giúp mình nha. Có nghĩa là bồ câu có thể tách từ bố mẹ á, ra khỏi bố mẹ là khoảng 30 ngày tuổi là mình tách mọi người nhé. Lúc đó chim bồ câu đã tập ăn ok rồi. Và mọi người phải tuyển chọn những con giống nào mà nhanh nhẹn, lông mượt và không bị dị tật thì mình mới có thể bắt làm giống được. Đấy, con này là mình kiểm tra coi nào. Con này 100% là con trống nha mọi người nhé. Con này 100% là con trống này. Đấy, mọi người thấy đầu to. Đầu to. Nhân chung cũng to và mỏ ngắn. Thì đây chắc chắn mọi người đây là con trống. Thì mình sẽ để xuống đây. À, bây giờ mình sẽ tìm cho nó một con mái. Đây. Tại vì khi ở ngoài mình nhìn vào mình đã thấy mình đã nhắm được con này rồi, tại vì đầu nó nhỏ và cái khe này rất là rộng. Thì mình sẽ ghép cặp cho con này. Còn bây giờ cái bước tiếp theo á, mình chỉ cho mọi người luôn. Đó là để những cái cặp giống này khi là và nó vào đẻ thì nó đẻ thật tốt. Thì làm sao để nó đẻ tốt? Thì phải có chế độ ăn hợp lý nha mọi người nha. Thì cái chế độ ăn hợp lý là như thế nào? Mình lấy ví dụ đi. Một ngày mình cho chim bồ câu ăn 2 lần, buổi sáng 8 giờ và buổi chiều 2 giờ.
thì chim bồ câu mọi người phải cho ăn ít thôi nha. Với những cái bọn mà làm giống á, mình cho ăn một ngày một nắm thôi cũng được. Nếu mà nó cho nó ăn nhiều á, thì nó sẽ mập chim mà nó không đẻ và nó làm hư giống của mình nha mọi người nhá. Nó phải ăn sạch nhá. Đây này, giống như cái cặp này này. Mình lấy ví dụ cặp này đi. Cặp này nó lúc nãy mình bắt sẵn từ trước đó rồi. Thì mình lấy ví dụ như cám nó còn ít chờ khoảng chừng này đi. Thì ngày mai mình không cho nó ăn nữa nha. Ngày mai là cặp này mình sẽ không cho nó ăn nữa. Đó. Và máng nước thì nếu mà đóng rêu nhiều quá thì mình cũng sẽ vệ sinh cho nó. Đây nha mọi người, thấy cặp ở đây đẹp không? Cặp này đẹp không? Cặp này mới khoảng 2 tháng tuổi thôi này. Đó, cặp này khoảng 2 tháng tuổi thôi mà rất là đẹp nha. Cám này mà ăn vẫn còn thì hàng ngày hôm sau thì mình sẽ không cho nó ăn cám nữa. Và mọi người lưu ý cái cám cho nó ăn cám gì cũng rất là quan trọng. Thì mọi người làm ơn giúp mình là cho nó ăn cám gà đẻ nha mọi người nha. Còn cái nhãn hiệu thì mọi người có thể tùy chọn vào ở chỗ khu vực của mình, nhưng mà mọi người phải cho nó ăn cám gà đẻ nha. Đây, ở đây còn rất nhiều chim bồ câu này. Đối với những anh em nào mà nuôi chim bồ câu á thì cũng biết cái dòng chim bồ câu titan này. Mọi người thấy những cặp này đẹp không? Người ta hay gọi đây là chim bồ câu hậu bị đấy. Thì cái dòng này khi mà mình ghép cặp cho nó mọi người thì tầm khoảng là 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nữa là nó sẽ đẻ lứa đầu tiên nha. Thì chim bồ câu khi mà đẻ lứa đầu tiên của nó thì nó rơi vào tầm khoảng là 5 tháng nha. Con này là con trống này. Ở kia đây mình lấy ví dụ này. Cái cặp bên này này mọi người này, là cặp đang sinh sản này nhá. Cặp đang sinh sản ở bên trong này. Thì á, mọi người lưu ý giúp mình là chim bồ câu nó đã sinh sản rồi á thì cái màu lông của nó sẽ khác đối với những cái cặp chim bồ câu như lúc nãy mọi người xem là chim bồ câu 3 tháng tuổi á, là lông của nó đã ra đầy đủ luôn nhá. Lông của nó đã ra đầy đủ luôn. Đó, lông máu, lông miếc ra là đúng đẹp luôn như con bên cạnh. Và cặp này đây mọi người này. Là mình chỉ cho mọi người luôn, cái con hồi nãy là 3 tháng tuổi á. Con này là hơn 4 tháng tuổi này. Con này là chuẩn bị vào đẻ nha mọi người nhé. Cặp này là chuẩn bị vào đẻ. Thế mọi người thấy không? Lông nó thay gần hết này. Lông nó thay toàn bộ gần hết nhá. Cánh cực đẹp. Đây nha. Cặp này là chuẩn bị vào đẻ lứa đầu tiên á. Đấy, khi mà mình phân cặp chuẩn các thứ ok hết thì nó sẽ đẹp như cái cặp này. Để cho mọi người xem cận cảnh cái cặp này rất là đẹp. Đó, con này là thay lông gần như là thay lông full hết rồi đấy. Thì tầm khoảng là nửa tháng nữa là con này là đẻ thôi, đảm bảo mọi người luôn. Còn bên cạnh là bồ câu gà Mỹ nha mọi người nhé. Con này dữ lắm này. Đó. Thì cái cách nuôi chim bồ câu á, thì đối với những tất cả mọi người từ làm trang trại đến là nuôi hộ gia đình nuôi ít á, thì đều sẽ nhân giống được cặp chim bồ câu Titan City của Thái. Nếu như mọi người thứ nhất là biết cái cách tuyển chọn giống, cái thứ hai là biết cách để có thể là chăm sóc với con chim bồ câu con đó, làm sao để có những cặp giống thật đẹp, thật tốt để mình có thể nhân đàn cho mình. Và cái cách này ấy, nó áp dụng với tất cả các dòng chim bồ câu luôn. Và nếu như mọi người xem cái video này của mình ấy, thì mình nghĩ rằng sẽ có rất nhiều những cái kiến thức bên trong và nuôi chim bồ câu sẽ thành công. Và đối với những anh em nào mà còn chưa hiểu lắm về nuôi chim bồ câu hay tách đàn hoặc là nhân giống thì cứ liên hệ với kênh Nông Dân Làm Giàu của mình thì mình sẽ giải đáp cho mọi người nhé. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình.